Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình, đó chính là vòng giải nghĩa. Luật của chúng ta như sau, xin mời quý vị. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn Từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Mọi người đã nắm được luật của chương trình. Hãy cố gắng giải nghĩa để tìm từ đúng là sẽ có điểm. Chúng tôi sẽ bắt đầu chọn. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ có hai tiếng. Tiếng đầu tiên có nghĩa là thử, tiếng thứ hai có nghĩa là phía sau. Từ có hai tiếng, tiếng đầu tiên có nghĩa là thử, tiếng thứ hai có nghĩa là phía sau. Hai tiếng sử dụng trong chiến tranh. Để có nghĩa sức khỏe, chúng ta phải luyện gì? Luyện gì? Tập. Đúng rồi, chữ đầu tiên, chữ thứ hai. Tập. Chữ thứ hai là phía sau. Chữ thứ hai là nghĩa phía hai sau. Hai tiếng, một từ có hai tiếng. Tập sự. Phía sau tiếng Hán là gì? Tập hậu. Đáp án chị đưa ra là? Tập hậu. Đáp án chính xác đó là tập hậu. Mỗi người cộng cho mình 2 điểm, xin chúc mừng. Từ tiếp theo. Từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ này có hai tiếng. Tiếng đầu tiên là chỉ một người phụ nữ đẻ dè. Tiếng thứ hai là chỉ có những giai điệu bài hát. Nhạc cụ. Hai tiếng. Tiếng đầu tiên là chỉ một người phụ nữ đẻ dè. Tiếng thứ hai là chỉ những âm điệu, những giai nhạc. Những cái âm điệu, những bài hát. Người phụ nữ đã già. Hai tiếng. Chỉ một người phụ nữ có quan hệ với một người đàn ông. Thế này phức tạp đấy. Hai tiếng. Tiếng đầu tiên là chỉ một người phụ nữ. Từ cả hai tiếng. Sao em không liên quan đến vấn đề vợ chồng luôn đi mà phải phức tạp thế? Mẹ vợ. Phu à? Dạ. Phu của quân à? Sai. Từ thứ nhất đúng chưa? Cách gọi nhạc phụ. Còn đúng. Phụ nhạc nữ, mẫu. Phụ nữ. Người phụ nữ. Nhạc mẫu. Nhạc mẫu. Mình. Bảy. Nhạc mẫu. Gần đúng. Em bỏ ra. Nhạc cụ. Không phải. Một người phụ nữ. Chữ đầu tiên là chỉ về một người phụ nữ lớn tuổi. Thứ hai là chỉ đàn nhạc. Đúng. Đúng đâu mà đúng. Nó đúng là bà nhạc. Nó là bà nhạc. Bà nhạc đúng theo từ điển luôn, là từ cũ dùng để chỉ mẹ vợ. Mẹ vợ, đúng rồi. Đúng rồi. Mỗi người cộng cho mình 1 điểm. Vâng, đấy, chị em phải chơi như vừa rồi. Em bỏ ra thì chị mới nhấn được chứ. Em bỏ rồi mà. Mà em bỏ rồi, để chị nhấn. Chị nhấn xong chị mà không có câu trả lời. Chúc mừng bạn với cả hai lần giải nghĩa đều có điểm. Vâng, xin mời người tiếp theo ạ. Cố gắng lên, tập trung. Em tìm từ chị nhé. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một động từ chỉ người phụ nữ khi sinh con, sinh nở. Không phải từ ngày xưa hay nói. Đúng rồi. Phụ sản. Không phải. Người phụ nữ sinh con. Đúng rồi. Trở dạ.
Không phải. Khi mà muốn muốn sản phụ. Hai từ. Chứ không giải phẫu đấy. Hai từ người phụ nữ khi sinh sản con. Sản phụ anh. Từ sản phụ, sản phụ. Khi con cá nó muốn khi mà mình muốn đi nhanh hơn người trước thì gọi đi nhanh hơn người trước thì mình gọi là gì? Chạy. Không, mình muốn tiến lên đi trước người kia. Vượt cạn, đúng rồi. Vượt cạn là chính xác. Phải nói là chưa bao giờ tôi thấy thương hai cái phím bấm của chúng tôi thế. Tôi thương cái phím lắm. Nhưng mà chơi phải với tinh thần đấy mới đúng. Đáp án của chúng ta đưa ra là vượt cạn ạ. Vượt cạn. Mỗi người cộng cho mình 2 điểm. Xin chúc mừng. Em tìm từ tiếp theo nhé. Vượt cạn. Sáu mươi giây bắt đầu. Câu này gồm 2 tiếng. Chỉ nước mắt chảy ra rất nhiều đứa khóc, đứa trẻ con hay là người lớn mà khóc rất nhiều ấy. 2 từ. Từ đầu tiên là cái mà dùng để cho mướp nó leo lên ấy. Đúng rồi. Giàn ruộng. Đáp án chính xác đó là giàn ruộng. Hai chị em có vẻ hợp nhau nhỉ? Giàn ruộng. Mỗi người cộng cho mình 4 điểm. Xin chúc mừng. Mời chị xuống đây ạ. Em lên đây. Tập trung nhá. Vâng. Nhấn xong nhớ phải bỏ ra nhá, không là chị Thủy chị nhắc đấy. Tin từ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ bao gồm 2 tiếng. Trong đấy chỉ việc chỉ định một người đi làm việc gì đấy thì người ta gọi là phân công. Không phải. Để đọc ốc nào, em đọc ốc. Chỉ việc chỉ định. Đây là một từ chỉ khi mà chỉ một người ở trong cả một bộ phận đi làm một việc gì đấy. Từ thứ nhất liên quan đến một hành động. Từ thứ nhất liên quan đến một hành động. Bổ nhiệm. Từ thứ nhất liên quan đến một hành động dùng dao. Bổ nhiệm. Không phải bổ. Chính xác. Bạn ấy là một người tức là thôi từ giờ tôi không có ý nữa. Tôi vừa nói là một hành động dùng kéo thì bạn dùng dao. Thế mà đoán được. Đúng rồi. Mỗi người cộng cho mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ tôi tìm từ tiếp theo. Có cảm giác như số điểm của 3 người cũng tương ứng như nhau. Ăn nhau là câu này đây này. Ăn nhau là câu này. Tôi sẽ tìm một câu nó khó khó. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ bao gồm 2 chữ. Đây là một hành động chỉ về việc điều một số lượng lớn nhân sự cho một công việc. Phân công. Không đúng. Điều động một số lượng lớn. Từ của chúng tôi đưa ra là huy động. Bạn ấy nói là điều động một số lượng lớn. Và tự bạn phát hiện ra là chính bạn ấy bị phạm quy rồi. Em ơi, phạm quy lần 1, em còn 2 lần nữa. Dạ. Chúng ta tìm từ. Khoai lắm. 60 giây bắt đầu. Mời đây bạn. Là một danh từ bao gồm 2 từ. Là từ này chỉ về việc thói quen đã được hình thành. Lần thứ 2 của chúng tôi là lề thói. Chắc chữ vậy. Thôi được rồi, mình cắt chữ. Tuyết ơi. Tắt chữ như vậy không? Tuyết phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ an toàn là chính. Tuyết thôi phạm quy một lần nữa là hai bạn này đương nhiên thắng đúng không? Hai bạn này không phải đương nhiên thắng mà dạ. Họ rất là sung sướng. Vâng ạ. Anh tìm từ thứ 3 nhá. Vâng. Chắc chắn nhá, tại vì anh hơi lo lắng. Nhớ từ chưa? Nhớ rồi ạ. Mời bạn. Đây là một từ bao gồm 2 chữ cái. Chỉ về một đứa con được yêu thương ở trong gia đình. Cưng chiều. Chính xác. Đáp án chính xác.
À... thế mà cũng đoán được đấy. Một từ gồm hai chữ cái. Thế mà cũng đoán ra được là cưng chiều. Sư phụ, sư phụ. Hai chữ C. Một từ mà gồm hai chữ cái. Mọi người cộng cho mình 4 điểm, xin chúc mừng. Huy Hoàng thân mến, chắc là bạn cũng biết rồi. Bây giờ nó như thế nào nhỉ? Dạ. Cảm ơn anh về chương trình ạ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Đúng là chị em phụ nữ họ hiểu nhau. Dạ. Đúng, gợi ý như thế mà còn đoán được ra thì anh em mình đúng là sách dép chạy theo không kịp. Dạ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, xin chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Bỏ cuộc. Tiếp tục cố gắng. Mỗi nỗ lực, mỗi vấp ngã, mỗi vết bẩn đưa bạn đến gần hơn với thành công. Omo luôn đồng hành bên bạn với công nghệ Nano Clean, nước giặt Omomatic mới. Đánh bay vết bẩn cứng đầu từ lần đầu giặt. Bảo vệ áo quần và lưu hương bền lâu để bạn chiến đến cùng. Omo, ngại gì lấm bẩn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Vua Tiếng Việt. Đây là vòng sâu chuỗi. Ở vòng này thì về căn bản ấy, bằng kinh nghiệm của tôi từ khi tham gia chương trình Vua Tiếng Việt, vòng này là vòng phá vỡ hòa khí cũng như là sự thân thiện nhiều nhất. Bởi vì kết thúc vòng 2 là thường những người được điểm cao là thấy mình tâm đầu ý hợp lắm. Chị Thủy thân mến, ở phần này thì theo chị là cái hòa khí đấy còn được không? Cuộc chơi thì mình phải chơi hết mình. Còn đến lúc ra ngoài thì chị em vẫn còn thân thương. Không, vừa nãy vẫn trên cuộc chơi cơ. Bây giờ cũng vẫn trong cuộc chơi. Vẫn chơi thì phải hết mình anh ạ. À, chơi thì phải hết mình. Vâng. Rồi, tôi hiểu rồi. Ý của hai chị em nhất trí với nhau một câu là mời tôi phát ngôn đó là bây giờ thì chả chị em gì sất. Nào, tâm trạng được thoải mái để chúng ta đến với vòng sâu chuỗi. Bây giờ sẽ là luật của chương trình. Xin mời quý vị. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Vòng sâu chuỗi, câu đầu tiên. Xin mời. Quê đẹp miền nắng ngoại. Nắng đẹp miền quê ngoại. Nắng đẹp miền quê ngoại, đáp án chính xác. Vòng sâu chuỗi, câu thứ hai. Xin mời. Cánh áo bay tung chàm, mời chị. Áo bay, áo, áo chàm. Chưa chính xác. Áo chàm tung cánh bay. Áo chàm tung cánh bay, chính xác. Bạn Tuyết thì có vẻ như là từ nãy là chỉ có nhìn tôi với cả nhìn màn hình thôi. Không nhìn quá sang bên kia tí nào. Câu thứ ba, vòng sâu chuỗi. Bao qua thác, thác qua thác, 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 bao nhiêu cũng qua. Chưa chính xác, nào. Thác cũng qua bao thác. Chưa chính xác. Bỏ ra. Xin mời. Thác cũng qua bao nhiêu thác. Không. Đây là em phải bỏ ra. Đấy, bỏ thôi đấy chị ạ. Thác bao nhiêu thác cũng qua. Thác bao nhiêu thác cũng qua, đáp án chính xác. Em bỏ rồi. Xin chú ý ơi. Tức là phải hết cái đèn cái kiểu. Nó mới có thời gian. Tức là thời gian của cái đèn. Bây giờ chị bấm thử mà xem. Đấy, chị buông tay ra. Đó, bây giờ em bấm không được đâu. Đấy. Nào, xin mời mọi người đến với sâu chuỗi câu tiếp theo. Thơm tự ra mùi, ôi gốc sinh. Ôi gốc rơm tự sinh ra mùi. Thơm. Chưa chính xác. Mời bạn. Ôi gốc tự sinh ra mùi thơm. Không phải. Ôi mùi thơm tự sinh ra từ gốc.
Ôi mùi thơm tự sinh ra từ gốc. Trên chính xác. Chị đang bị thừa từ, xin mời chị. Ôi mùi thơm tự sinh ra từ gốc. Chưa chính xác. Chị mời bạn. Ôi mùi thơm tự sinh ra gốc. Chưa phải, còn 10 giây. Chị sắp xếp lại. Ôi, đi, chỉ có một từ kia thôi. Ôi mùi thơm tự sinh ra gốc. Không đúng rồi, phí quá. Ôi mùi thơm tự gốc sinh ra. Không phải. Mời bạn Tuyết. Ôi mùi thơm sinh. Ôi mùi thơm tự sinh ra gốc. Do là mọi người căng thẳng quá cho nên không để ý đến lời tôi nói. Lúc trước chị trả lời là ôi mùi thơm tự sinh ra tự gốc. Mà trong khi gốc của chúng ta chỉ có một chữ tự thôi. Đúng là ôi mùi thơm sinh ra tự gốc. Chúng ta đến với câu tiếp theo, xin mời. Bốn trang đọc nghiêm bài vách tiếng. Bốn trang đọc nghiêm vách. Chưa chính xác, mời bạn. Bốn trang nghiêm đọc bài tiếng vách. Không phải bốn trang. Bốn. Mời chị. Bốn bài đọc trang nghiêm. Nghe, xin mời. Bốn vách trang nghiêm tiếng đọc bài. Gần đúng rồi, một tí nữa thôi. Vâng. Bốn vách trang nghiêm tiếng đọc bài. Không phải, vẫn không phải. Mời. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài là chính xác. Trích bài thơ Học sinh, tác giả Huy Cận. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài, đầu xanh dăm chục, nét văn khôi. Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp, ông giáo trông lên chúng bạn cười. Chúng ta đến với câu tiếp theo, xin mời. Mời bạn. Lưng ong chẳng vòng tay nào khít. Ấy, không phải, ngược hẳn luôn. Lưng ong chẳng khít vòng tay nào. Không đúng. Xin mời. Lưng ong chẳng vòng tay nào khít, chẳng khít vòng tay nào. Không. Lưng ong ngược nghĩa nhá. Vòng này tay nào chẳng khít. Không ạ. Câu khẳng định, đây là câu khẳng định. Lưng ong vòng tay nào chẳng khít. Gần đúng. Lưng ong chẳng khít vòng tay nào chẳng khít. Không đúng. Vẫn còn hơn 10 giây. Lưng ong chẳng khít vòng tay nào. Nào, chú ý nghe tôi này, nghe này. Lưng ong nào chẳng khít vòng tay. Chính xác. Phải nói là bám đuổi rất sát. Bây giờ chúng ta vẫn trong vòng sâu chuỗi. Chúng ta đến với câu tiếp theo, mời các bạn. Tay đưa cánh bỗng nôi gặp chiếc ngừng. Chiếc nôi bỗng đưa cánh tay. Xin mời bạn. Chiếc nôi bỗng ngừng đưa cánh tay. Không phải. Chiếc nôi bỗng đưa cánh tay ngừng. Tức là nó ở trong tình trạng là đang hoạt động, rồi không hoạt động nữa, rồi lại gặp vật tác động để hành động, để hoạt động. Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy là ở câu chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa là bạn Tuyết đã giành được điểm. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Ngực mẹ thơ chống làm trẻ hoàng cũng bàng. Chống ngực trẻ thơ làm mẹ cũng bàng hoàng. Chống ngực trẻ thơ làm mẹ cũng bàng hoàng. Chính xác. Đây là câu cuối cùng. Và số điểm bây giờ đang là 4-3. Nào, câu cuối cùng, xin mời. Những cánh tay, những đêm con khóc tay ướt ôm vai trong con. Chưa chính xác, mời bạn. Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Bạn Tuyết đã trả lời chính xác, bạn giành 5 điểm. Nói chung là hai chị em chơi cái phần này cũng rất là tươi.
chứ không đến nỗi hầm hầm. Và không khí trường quay cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai chị em rất nhiều. Cảm ơn bạn Tuyết, cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình. Chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngày càng một trẻ hơn nữa. Dạ, cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị. Dạ vâng, chị đã hình vô cái điểm. Dạ vâng. Người chơi sẽ chính thức trở thành vua tiếng Việt của tuần này và nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Lựa chọn thách đấu với người xoán ngôi của tuần tới, người chiến thắng sẽ có cơ hội nâng mức giải thưởng lên tối đa 320 triệu đồng. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với vòng thi thứ tư của chương trình Vua tiếng Việt, đó chính là vòng xoán ngôi. Vòng xoán ngôi về căn bản là chưa có ngôi để xoán đâu bạn Tuyết ạ. Tôi rất mong muốn bạn làm nên lịch sử, bởi vì đã lâu lắm rồi, cả đến chục tuần nay rồi không có ai đăng quang. Mà lần nào tôi cũng nói cái điều này, thành ra là tôi nói dài nói dài, nói dại nói dở. Và hôm nay bạn mặc một chiếc áo màu xanh cốm già, chưa hẳn, không phải là nõn chuối đúng không? Một chiếc áo rất đẹp, màu xanh, nhưng mà muốn xanh dù là xanh lá cây hay xanh nước biển thì cũng đều mang theo những cái sự tươi mát và hy vọng. Bạn đã sẵn sàng? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi ạ. Bắt đầu. Từ mô phỏng, tiếng dê hay là cừu kêu? Hàng ngang thứ hai, cây nhỡ lá hình bầu dục, hoa màu trắng mọc thành cụm, nở về đêm rất thơm, thường dùng để ướp chè. Tiếp theo, đồ dùng để đón bắt cá, tôm, tép thường đan bằng tre, nứa hình ống có hòm đậy. Và cuối cùng, đùa chơi cho vui, không nghiêm chỉnh. Hạ bút, rồi. Rồi ạ. Có vẻ rất tự tin đấy. Không tự tin lắm á. Không tự tin lắm, mà tôi nhìn bạn rất tự tin. Dòng thứ nhất, hàng ngang. Bạn đưa ra đáp án là? Đáp án của em là be be ạ. Be be, đáp án của chúng tôi là be be, chính xác. Hàng ngang tiếp theo, mời bạn. Đáp án của em là nhài ạ. Nhài, chính xác. Tìm được hàng dọc không? Em tìm được hàng dọc là bà đỡ ạ. Bà đỡ. Mời bạn hàng cuối cùng đi. Hàng cuối cùng em, đáp án của em là bỡn ạ. Bỡn. Đáp án của chúng tôi là bỡn, trong bỡn gật đúng không? Vâng ạ. Và ở hàng thứ 3 thì bạn đưa ra đáp án của bạn là? Em đưa đáp án là đỏ, nhưng mà em nghĩ là đó thì phải. Đáp án của chúng tôi là đó. Rất là tiếc. Bạn đã không trả lời được hết hàng ngang, nhưng trả lời được đúng hàng dọc. Và tiền thưởng của bạn vẫn là 5 triệu. Em cảm ơn ạ. Năm triệu dành cho bạn. Nhưng tôi tin rằng không phải đích của bạn muốn đến là 5 triệu, mà bạn muốn đi xa hơn. Ở đấy, đôi khi những cái từ mà nhiều ô trống thì mình lại điền được, một ô trống lại không điền được. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là chiếc cúp của chương trình. Tôi xin thay mặt
gửi cho bạn. Vâng, và chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Em cảm ơn nhiều ạ. Em cảm ơn các anh chị chương trình ạ. Quý vị đừng ngần ngại, hãy đăng ký tham gia chương trình. Đừng quên đến với chương trình vào hồi 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Chương trình Tiếng Việt thật hay, bao ngày mong ước, hôm nay đến rồi. Mình sinh ra ở nước bên kia, tiếng Việt Nam ơi, yêu là yêu, mình xin chơi đến tất cùng. Tôi có cảm giác là Charlie, bạn vừa giới thiệu, bạn vừa nghĩ, chứ không phải chuẩn bị trước. Cứ tính như vậy đi anh, cho nó lành. Đúng rồi. Lành tình. Em đây tên gọi Khánh Linh, Gen Z yêu tiếng Việt mình thiết tha, tiếng mẹ đầy ắp tinh hoa, người trẻ tiếp nối ông cha giữ gìn. Thưa quý vị, chương trình Vua Tiếng Việt hôm nay của chúng ta có một chủ đề rất hay, chủ đề nhiều cảm xúc. Chủ đề của chúng ta hôm nay là chủ đề về chim. Trai bằng. Xéo đầu đỏ ạ. Than vãn. Nhanh nào, nhanh nào. Làm đỏm. Không phải viết, đọc đi. Đọc đi là cú cù à? Thôi mình không thi nữa nha. Vâng. À. Em còn chưa kịp đọc chữ. Ý trường đang thế nào? Thôi không thi. Thôi thua. Ghê gớm thật đấy. Ai á, hiên ngang lên sớm cuộc đời của ta.